Mụn là một vấn đề khá phiền phức ở những ai mắc phải không các bạn? Và vấn đề bực hơn nữa là nó cứ tái đi tái lại, dai dẳng suốt bao năm trời. Tức tối quá đi thôi. Thì bây giờ phải làm sao đây? Tôi sẽ giải thích chi tiết về cái cơ chế gây ra mụn theo một cái cấu trúc da như thế này. Dầu bên trong tiết ra thoát theo lỗ chân lông ra ngoài, kèm theo tế bào chết và bụi bẩn tạo thành chất bã tích tụ ngay miệng lỗ chân lông. Nếu như chất bã này thoát được ra bề mặt da thì sẽ là mụn đầu đen, nếu không thoát được ra khỏi miệng lỗ chân lông thì là mụn đầu trắng. Và khi vi khuẩn gặp cái cục chất bã này thì sẽ gây nên mụn viêm. Dễ hiểu quá có phải không? Tại sao mụn lại dễ tái phát? Chúng ta hãy cùng nhau tìm câu trả lời nhé. Nguyên nhân gây ra mụn, chúng ta sẽ xét đến 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là dầu, bụi bẩn và vi khuẩn. Dầu và bụi bẩn sẽ tạo ra mụn đầu đen và mụn đầu trắng hay là mụn ẩn. Nếu ba yếu tố này gặp nhau cùng một lúc thì sẽ tạo ra mụn viêm hay là mụn trứng cá, sẽ luôn có triệu chứng đó, đau và có mủ. Sau khi chúng ta phân loại mụn thì sẽ tiến hành điều trị. Và khi điều trị thì lưu ý điều trị hết triệu chứng viêm là ưu tiên, bao gồm diệt vi khuẩn, kháng viêm và làm sạch chất bã. Và để mụn không tái phát thì phải hạn chế tối đa nguyên nhân gây mụn, đó chính là làm giảm tiết dầu và sạch thông thoáng lỗ chân lông. Đón xem video tiếp theo để biết cách làm giảm tiết dầu và làm sạch da hiệu quả như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.